chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, trong video này mình xin chia sẻ với các bạn một số nội dung có liên quan đến Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và một số hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 tại Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa tư bản ở Mỹ đã phát triển một cách mạnh mẽ. Nền kỹ nghệ đã thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào các nhà máy, xí nghiệp. Nhưng bọn chủ tư bản trả lương họ rất rẻ mạt. Căm phẫn trước sự bất công đó, ngày 8 tháng 3 năm 1899, nữ công nhân Mỹ đã đứng lên đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. Phong trào bắt đầu từ công nhân ngành dệt và ngành may tại thành phố Chicago và New York. Mặc dù bọn tư bản ra tay đàn áp, chị em vẫn đoàn kết chặt chẽ, đấu tranh buộc chúng phải nhượng bộ. Cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào phụ nữ lao động trên thế giới, đặc biệt phụ nữ ở nước Đức. Nhận thức sự mạnh mẽ và đông đảo của lực lượng lao động nữ và sự cần thiết phải có tổ chức, phải có lãnh đạo để giành thắng lợi cho phong trào phụ nữ, nên năm 1907, hai bà đã phối hợp với Krebs, cải A vận động thành lập Ban Thư ký Phụ nữ Quốc tế. Bà C.L.A. Rajetkin được cử làm bí thư. Năm 1910, Đại hội Phụ nữ Quốc tế Xã hội Chủ nghĩa họp tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch đã quyết định lấy ngày 8 tháng 3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với khẩu hiệu Ngày làm 8 giờ, việc làm ngang nhau, tiền lương ngang nhau, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Từ đó, ngày 8 tháng 3 trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động toàn thế giới. Thứ hai, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Phụ nữ. Trong 365 ngày của một năm, phụ nữ trên toàn thế giới có riêng một ngày để được xã hội quan tâm và bù đắp những thiệt thòi, vất vả trong cuộc sống. Không ai có thể phủ nhận vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ thời hiện đại. Họ vừa là người nội trợ, vừa tham gia lao động xã hội, đóng góp sức lực của mình vào sự phát triển của đất nước. Không những thế, họ còn giữ một thiên chức cao cả là một người mẹ, mang nặng đẻ đau ra những đứa con và nuôi dạy chúng thành người. Phụ nữ ngày nay đang dần khẳng định mình là phái đẹp chứ không còn là phái yếu như trước kia. Ở một số nước trên thế giới, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 được coi là ngày lễ chính trong năm và tổ chức rất lớn. Tại một số quốc gia, Ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm bằng những hoạt động liên hoan, diễu hành đòi quyền bình đẳng với nam giới. Ở các vấn đề thực tiễn như mức lương, cơ hội giáo dục đào tạo và thăng tiến trong nghề nghiệp hay điều kiện an sinh xã hội, chống mại dâm và bạo lực đối với phụ nữ. Để thể hiện sự tôn vinh những người phụ nữ, một nửa thế giới, các cơ quan, đoàn thể, gia đình thường tổ chức kỷ niệm ngày 8 tháng 3 rất trang trọng, tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp. Thứ ba, Ngày Quốc tế Phụ nữ ở Việt Nam. Ngày 4 tháng 10 năm 1997, Chính phủ nước ta đã có quyết định số 822/TTG về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, ban hành 11 mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2000, nhằm cam kết trước thế giới hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, thực hiện mục tiêu hành động vì bình đẳng, phát triển và hòa bình của Hội nghị Bắc Kinh. Ở nước ta, ngày 8 tháng 3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, giành lại chủ quyền dân tộc. Niềm tự hào và ý chí vươn lên của phụ nữ Việt Nam một phần cũng có cội nguồn từ truyền thống dân tộc độc đáo đó. Ngày 8 tháng 3 năm 1965, đánh giá cao cống hiến của phụ nữ miền Nam, Đảng, Chính phủ, Bác Hồ đã tặng bức trướng thêu 8 chữ vàng anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, và nhà nước đã tặng phụ nữ miền Nam huân chương thành đồng hạng nhất. Hiện nay, ở Việt Nam, phụ nữ chiếm 51% lực lượng lao động và đóng vai trò chính trong công việc gia đình và nuôi dạy con cái. Trong số các đại biểu của Quốc hội Việt Nam, tổ chức quyền lực cao nhất, phụ nữ chiếm 27,3% và được Liên Hiệp Quốc đánh giá phụ nữ Việt Nam tham gia hoạt động chính trị cao nhất thế giới. Việt Nam có tỷ lệ nữ tốt nghiệp đại học là 36,24%, thạc sĩ 33,95% và tiến sĩ 25,96%. Thứ 4, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 tại Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh. Nhân kỷ niệm 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 8 tháng 3 năm 1910, 8 tháng 3 năm 2023,
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Vị Thanh tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Tới dự buổi lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Duy Ngọc, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, cùng các đồng chí trong ban giám hiệu và toàn thể đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Vị Thanh. Ban chấp hành công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho chị em nữ viên chức lao động như ôn lại truyền thống, nói chuyện chuyên đề, tổ chức giải thi đấu thể thao chào mừng 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục nhằm xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, vận động nữ viên chức và người lao động tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hưởng ứng phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Sau đây là video về các hoạt động mà chúng tôi ghi nhận được tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 tại trường Trung học phổ thông Vị Thanh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hoa hồng tím. Dạ học sinh thì hay
bờ đen không? Không có nói tiếng Anh, không nói tiếng nước ngoài, cho nên là cái này chắc chạy ngành rồi. Một lần nữa xin chúc mừng đen không? Chúc chào hóa tay đen không ạ? 2023 Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.